đại diện lãnh đạo và doanh nghiệp tỉnh Gyeong Gi Hàn Quốc đã có buổi gặp gỡ với lãnh đạo và doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Buổi gặp gỡ nhằm tạo cầu nối cho các doanh nghiệp hai nước có cơ hội hợp tác lẫn nhau. Đây cũng là một trong những hoạt động đẩy mạnh hợp tác chiến lược giữa Việt Nam với Hàn Quốc trong lĩnh vực kinh tế. Tại cuộc gặp gỡ này, Hàn Quốc đã giới thiệu gần 100 doanh nghiệp vừa và nhỏ đang cần tìm đối tác tại Việt Nam. Các doanh nghiệp Hàn Quốc chủ yếu thuộc các lĩnh vực cơ khí, đồ gia dụng, mỹ phẩm và công nghệ. Trước đó vào tháng 4 năm nay, thống đốc tỉnh Gyeong Gi đã có chuyến thăm thành phố Hồ Chí Minh và có đánh giá đây là thành phố có sức hấp dẫn, thị trường rộng lớn, đầy tiềm năng với nhiều chính sách thông thoáng tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài và đầu tư. Qua đó hai bên cần trực tiếp tìm hiểu, trao đổi và xây dựng kế hoạch hợp tác lâu dài trong tương lai. Hôm nay thành phố Hồ Chí Minh có thêm một nhà máy nước sạch công suất 300.000 m3 một ngày.